Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của Thi Laptop. Ở thời điểm hiện tại, độ phân giải Full HD vẫn đang là độ phân giải phổ biến trong giới game thủ, nhưng tần số quét nó đã dịch chuyển từ 60Hz lên đến là 144Hz. Và tuy nhiên thì những màn hình gaming nếu như có tần số quét cao, nhưng mà thường trong phân khúc tập trung thì nó cũng chỉ được trang bị tấm nền là TN hay là VA mà thôi. Mà thường thì những tấm nền này nó sẽ có chất lượng hiển thị cũng như góc nhìn của nó không thể nào so được bằng tấm nền IPS được. Và Visionic nó cũng sẽ có một cái model với tên gọi là VX2758. Nó cũng có cái tần số quét cao, đặc biệt là được trang bị tấm nền IPS, nhưng mà mức giá của nó là 9 triệu đồng. Và mức giá này khá là cao so với mình. Và nếu như so sánh với các màn hình khác thì thật sự đây mức giá nó khó tiếp cận, và cũng như là ít ai mà có được một cái hệ thống máy tính mà có thể cân được màn hình 2K. Và để giải quyết vấn đề này thì Visionic cũng đã tung ra thị trường một sản phẩm với tên gọi là XG2705. Thì đây mình cũng đã có phiên bản XG2705. Và một lưu ý nhỏ nhỏ nữa đó là phiên bản XG2705 này nó sẽ có hai phiên bản khác nhau, một phiên bản là 2K và một phiên bản nữa là Full HD. Thì ở đây mình đã có một phiên bản là sử dụng màn hình là 2K cao cấp nhất luôn, và cũng như được trang bị tấm nền là IPS, và mức giá của nó chỉ loanh quanh khoảng là 8 triệu đồng thôi. Và các bạn, mình sẽ không để bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nhé. Với thiết kế tối giản lấy tông màu đen làm chủ đạo, viền màn hình mỏng sẽ cho cảm giác nhìn thoáng đãng, rộng rãi và giảm thiểu sự khó chịu khi sử dụng đa màn hình. Thiết kế màu đen mờ nam tính sang trọng, và đặc biệt là đây sẽ là màn hình dành cho những ai yêu thích sự đơn giản. Chân đế của XG2705 có kích thước khá nhỏ gọn, ít lấn chiếm diện tích mặt bàn nhưng mà vẫn đảm bảo sự chắc chắn nhất định. Đường vân phay xước là một điểm nhấn thú vị giúp tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên thì những vệt mồ hôi hay vân tay khi bám vào hiện rất là rõ và rất là khó để lau chùi. Bạn có thể đặt điện thoại hay những vật dụng trang trí khác nhau để lên mặt đế này. Trục xoay của XG2705 hoạt động mượt mà, giúp cho bạn dễ dàng điều chỉnh vị trí của màn hình cho phù hợp với không gian làm việc hay là chơi game. XG2705 là một màn hình gaming hiếm hoi, được trang bị chế độ là xoay dọc màn hình. Các bạn có thể, mình có thể demo cho bạn coi. Đó. Thì bên cạnh những giờ phút chơi game giải trí thì với cái chế độ xoay dọc màn hình này, chúng ta có thể làm được nhiều tác vụ khác nhau nè. Và đặc biệt nữa, nó sẽ giúp ích cho những công việc chẳng hạn như đọc báo, lướt web hay là viết code nữa. Về cái tính linh hoạt của màn hình này cũng được đánh giá rất cao, khi mà bạn có thể điều chỉnh độ cao lên đến là 120mm, và nó có thể xoay ngang, xoay dọc và thậm chí là nghiêng lên, nghiêng xuống nữa. XG2705 này vẫn giữ nguyên đặc trưng của Visionic khi mà bộ phím điều khiển được đặt ở bên góc phải cạnh dưới màn hình. Thì theo như mình thấy thì nó khá là dễ tiếp cận khi mà nó sẽ có những cái ký hiệu nè, đặc trưng trên đây nè. Nhưng mà nếu như cá nhân mình thì mình vẫn thích joystick hơn, bởi vì chỉ cần có một phím thôi thì mình có thể điều khiển được mọi thứ thông số trên màn hình này. Mặt sau của màn hình thì vẫn được tích hợp bộ đôi loa công suất là 2W. Phía sau trục màn hình thì Visionic đã tích hợp một lẫy nhỏ để giúp cho người dùng có thể treo tai nghe của mình. Và đây rõ ràng là một sự lựa chọn hợp lý để try hard game thay vì đô la ngoài kia. Về cổng kết nối thì sẽ bao gồm hai cổng HDMI 2.0 và 1.4, một cổng DisplayPort và một cổng xuất âm thanh 3.5mm. Mình tiếc một cái là nó không có trang bị cổng USB Type-C hay là bất kỳ cổng USB-A nào cả. Thì ở trong màn hình này thì nó cũng sẽ được trang bị nhiều setting khác nhau. Thì mình sẽ bật cái menu nó lên. Thì trong này nó sẽ có nhiều chế độ, chẳng hạn như là mình sẽ mở từng cái. Chẳng hạn như là đầu tiên là nguồn vào nè, mình có thể lựa chọn giữa DisplayPort hay là HDMI. Bên này sẽ là về những tùy chỉnh về audio nè. Bên đây là những chế độ như là FPS, RTS, MOBA hay là xem phim, đọc báo, lướt web, và thậm chí có cả chế độ màn hình cho mát nữa. Bên đây là về color adjust, mình có thể điều chỉnh về nhiệt độ màu nè, hay là độ tương phản, độ sáng, contrast. Còn bên đây là sẽ tùy chỉnh độ sắc nét hay là tỷ lệ. Còn cái cuối cùng là những tùy chỉnh sâu hơn, chẳng hạn như là bật AMD FreeSync nè, hay là response time về tốc độ phản hồi. Nhân nói đến về tốc độ phản hồi thì màn hình này XG2705 là một mẫu màn hình gaming hiếm hoi được trang bị tốc độ phản hồi là chỉ là 1ms thôi. Phải nói là rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những sản phẩm màn hình gaming khác cùng phân khúc. Và đây cũng chính là nguyên do chính mà thường các sản phẩm màn hình gaming nó sẽ được trang bị tấm nền là VA hay là TN. Nó sẽ mang lại cái tần số quét cao, và đặc biệt là nó sẽ cho phép cái hạ cái tốc độ phản hồi của nó càng mức nhanh nhất càng tốt. Và vì thế nên đối với sản phẩm màn hình gaming này được trang bị tấm nền IPS, phải nói là tốc độ phản hồi chỉ là 1ms thôi, phải nói là quá tốt. Và các bạn biết đó, trong một trận đấu gaming chỉ cần bỏ lỡ một khoảnh khắc thôi thì coi như là toang. Xét qua về cấu hình thì Visionic XG2705 có kích thước màn hình là 27 inch, tần số quét là 144Hz và độ phân giải là 2K, tấm nền IPS, và sẽ còn một phiên bản khác nữa với cấu hình là Full HD. Trong quá trình sử dụng thực tế thì tấm nền IPS của XG2705 cho hình ảnh sống động, chân thực
và đã mắc hơn rất nhiều nếu so tấm nền VA hay là toner. Giá màu của nó lên đến là 100% sRGB và 73% NTSC. Về góc nhìn khi mà chơi game hay là xem phim, nó cũng sẽ bị ít ảnh hưởng nhờ đặc điểm của tấm nền là IPS. Trong khi tần số quét 144Hz nó sẽ mang lại cái chuyển động hình ảnh mượt mà ngay cả khi thao tác trên Windows, chứ không cần phải thao tác khi mà chơi game để thấy được sự khác biệt. Nghe qua cái thông số trên thì theo như mình thấy thì bên cạnh việc chơi game thì nó vẫn có thể khả năng xử lý được những cái đồ họa bán chuyên, nên là mình nghĩ là nếu như bạn có những nhu cầu công việc khác ngoài chơi game, chẳng hạn như là chỉnh sửa hình ảnh nè hay là làm video nè, thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Tận dụng tốt nhất hiệu quả của tần số quét cao 144Hz và thời gian phản hồi là 1ms, có lẽ đó chính là từ game CS:GO. Khi mà chơi thì XG205 nó sẽ cho cái chuyển động hình ảnh rất là mượt mà, và trong khi thời gian phản hồi nhanh, nó sẽ giúp cho cái thao tác xử lý trở nên chính xác hơn. Ok, này thì nãy giờ mọi người cũng đã nghe qua về những cái thông số nè, những cái đặc điểm, những cái ưu điểm của màn hình này rồi, phải không nào? Tuy nhiên thì thực tế như nào, cái đó mới quan trọng. Thì bây giờ mình cũng sẽ bật cho mọi người xem, mình sẽ bật FreeSync lên nha. Đây, ở bên dưới này nó sẽ có mục là AMD FreeSync Premium, thì mình sẽ bật on cái này lên. Ok, thì sau khi bật on lên nó sẽ phải load lại cái màn hình này. Ok, thì sau khi bật on thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với tựa game mà mình nghĩ là không gì tốt hơn ngoài tựa game, đó là CS:GO. Thì tựa game này nó sẽ hiển thị tốt nhất về cái tần số quét cao 144, nó cũng sẽ hiển thị như thế nào. Ok, thì sau giao diện khi mà vào chơi game mà sao không ai đi diễn cho vậy. Ok, thì các bạn có thể thấy được là những cái động tác chuột này của mình nè, nó rất là nhanh và phản hồi của nó là cao. Đó chính là hiệu quả của tần số quét. Đó chính là hiệu quả của cái tần số quét 144Hz, và cũng như là cái tốc độ phản hồi của nó là 1ms thôi. Nên là bất kể mình bấm phím nào, chẳng hạn như là lên xuống trái phải nè, hay là giật qua giật lại, nhả đạn nhả súng, hay là đổi súng, nó đều phản hồi rất là nhanh chóng. Chẳng hạn như chết là nó chết liền luôn, chứ phải chết 1-2 giây nữa là mới chết. Ok, thì đây các bạn có coi FPS của nó 200 FPS, cấu hình rất là khủng, nên hầu như là không bị lắc gì hết. Và cũng cái nhờ không lắc này chúng ta mới thấy rõ được cái sự mượt mà của 144 là như nào. Chuyển động của nó rất đẹp. Cũng như là các bạn thấy đó, mình chưa giờ ngồi chơi game ở góc độ này hết, nhưng mà vì cái tần số, vì cái tấm nền IPS nó mang lại góc nhìn rất là tốt và màu sắc của nó chính xác nữa, nên là mình ngồi ở góc độ này nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được cái chi tiết như nào. Mặc dù là nó hơi dị một xíu thôi, nãy giờ cũng chết được mấy mạng rồi. Cái đấy từ game CS:GO, thì tiếp theo mình sẽ test qua từ game rất là nặng về phần đồ họa, rồi từ game về thế giới mở, đó là từ game GTA 5, một từ game rất là nổi tiếng. Thì ở trong từ game này thì mình sẽ tùy chỉnh chế độ view mode để cho các bạn thấy được cái hiệu quả của nó khác nhau là như nào. Đây, mình sẽ để qua view mode ha. Rồi ở bên dưới nó sẽ có nhiều cái custom riêng, chẳng hạn như là FPS nè. Cái chế độ view FPS này nó sẽ tối hơn, cũng như làm cho chúng ta sẽ tập trung vào chủ thể hơn. Thì theo như mình cá nhân khuyên các bạn, khi mà chơi từ game GTA 5 này thì chúng ta nên để chế độ view mode là RTS nha. Nó sẽ mang lại cái độ sáng nó cũng sẽ cao hơn nè, cũng như là chân thật hơn. Mà mình không hiểu sao độ sáng nó giảm đi nữa. Rồi bên dưới sẽ là từ game về MOBA, thì nó sẽ áp dụng rất tốt cho những game MOBA, xem phim nè. Còn đây là web nè, nó sẽ tốt cho lướt web và đọc chữ nè, văn bản nè, và có cả map nữa. Ok, thì mình sẽ quay lại về RTS nha. Ok, mình sẽ bắt đầu vô chơi game này. Thì như ban đầu, đây là tựa game rất là nặng về phần đồ họa, nên là ban đầu các bạn có thể nhận ra được chính là đồ họa của nó rất đẹp. Kể cả là đèn đường nè, cây cối nhà cửa nè, cây lá hay là cái đường dây điện nè, nó được làm rất là chi tiết và cầu kỳ. Ok, thì nãy hơi tối quá nên là mình đã chỉnh thời tiết nó thành buổi sáng để một cái hatchet nhỏ nhỏ trong tựa game GTA này, nhưng mà thôi không sao kể đi. Thì nhờ cái về cái tấm nền IPS nè, nên là kể cả góc độ này mình vẫn có thể chơi được tựa game GTA 5 này, cũng như là màu sắc của nó được hiển thị rất là trung thực, và những cái chi tiết đường nét như là nhà cửa, cây cối nè, nó được làm rất là tỉ mỉ và hầu như là không hề có hiện tượng bị rỗ nào ở đây nữa. Và màu sắc của nó cũng rất là nịnh nữa, rất là tươi. Và khi mà các bạn chơi game trên màn hình này, phải nói là không gì để chơi cả. Với một mức giá nó quá ngon, trên dưới 8 triệu đồng, các bạn sẽ có một cái góc nhìn rất là tốt nè, một cái màu sắc giải màu là 100% sRGB, phải nói là không có gì để chơi cả. Và cũng nhờ cái tần số quét cao hay là độ phản hồi nó thấp, nên là thậm chí là trong từ game GTA 5 mà mình có thể chơi bắn súng trong đây nữa. Ok, giờ mình sẽ thử đi đồ sát một vài người nha. Chẳng hạn như người này đi. Oh my god, đẹp. Đó, bạn thấy không? Nó chính xác đến từ mm. Thôi giờ mình sẽ đi tìm đối tượng khác. Chẳng hạn đối tượng rất là ngon này.
đó như bạn thấy đó, kể cả là mình bắn súng hay là như nào đó, nó đều hiển thị một cách rất chính xác và đến từ mili giây luôn. Ok, và để tổng lại thì với phiên bản XG2705 này thì theo như mình thấy thì Visionix đang dần nỗ lực đang đưa cái phân khúc laptop màn hình gaming tầm trung đang dần đi đúng hướng hơn. Một kích thước màn hình 27 inch cộng với lại tần số quét là 144Hz, gần như đây là một lý tưởng dành cho game thủ. Cộng thêm là tấm nền IPS nè, độ tốc độ phản hồi là 1mA thôi, thì nó sẽ phục vụ gần như là mọi nhu cầu, mọi đối tượng và mọi khách hàng khác nhau. Và mức giá của nó là loanh quanh khoảng 8 triệu đồng cho phiên bản 2K và 6 triệu rưỡi cho phiên bản Full HD. Các bạn sẽ lựa chọn phiên bản nào, 2K hay Full HD? Mình là mình sẽ chọn 2K đó. Các bạn nghĩ sao? Các bạn sẽ còn những cái option nào khác nữa? Đừng quên nhớ lại phần comment bên dưới nha. Và nếu thấy video này hay, đừng quên bấm like, share, subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.